Rồi chào các bạn, thì đây là cái clip đầu năm của Tâm Tắc Shop. Thì lời đầu tiên xin chúc các bạn là năm mới an khang thịnh vượng, gặp nhiều sức khỏe. Đó, thì hôm nay là 11 rồi, đó, 11 Tết rồi. Thì 10 ngày qua thì rất là xin lỗi các bạn là không có live stream như đúng hẹn. Đó là cái thứ nhất, cái thứ hai là cũng không có post clip gì hết để các bạn xem. Đó thì thực sự là rất cảm ơn anh em là từ đầu năm tới giờ là mình khai trương bữa mùng 8, thì bữa nay 11 thì 8, 4 ngày thôi đó, nhưng mà anh em ủng hộ quá nhiệt tình luôn. Thực sự là đây là một cái cảm ơn anh em rất là nhiều. Đó thì 4 ngày mà mình bán 5 chiếc SH350 đó, 4 ngày mà mình bán 5 chiếc SH350, còn mà xe dọn thì cũng giới thiệu với anh em một dòng luôn. Đó thì xe anh em bỏ lại dọn gắn đồ chơi full nguyên xe rất là nhiều. Đó hiện tại là đã là khoảng là 15 chiếc rồi. Đó thì đây thì có cái 350 đen mờ này thì lên full đồ chơi nguyên xe. Đó rồi con SH Việt Nam đây thì một chút xíu mình sẽ giới thiệu với các bạn những cái món đồ chơi rất là hot hiện tại dành cho nó, mà có thể tiếp cận được với tất cả các bạn luôn nha, chứ không cần là phải bỏ ra chi phí quá mắc mỏ hay gì hết. Đó rồi sơ thêm dòng nữa thì Vision này thì làm máy đó, đi lăng này ở Đức Trọng thì dọn trước Tết rồi, thì bây giờ hoàn thiện những cái bước sau cùng đó, chuẩn bị một lát nữa là gửi về cho anh Hải ở Đức Trọng rồi. Ok, SH của anh trai Việt Kiều bên anh trai ở nước ngoài đó, nhờ cậu em đem qua sửa chữa lại giùm rồi dọn mới luôn nguyên chiếc. Rồi trong đây thì anh em cũng thấy đó, có bay xì lít rồi hai ba chiếc em led đang chuẩn bị dọn mới, thì nó nằm ở trong kia, thì cái này mình sẽ tách ra cái clip riêng dành cho anh em coi đó, bởi vì dọn mới nguyên chiếc mà. Rồi đây thì những cái xe mà xe 350 xe mới mình đang dựng để bán sẵn đó, hàng lúc nào cũng có sẵn hết. Anh em nào có nhu cầu mua SH350 thì cứ liên hệ với mình đó. Thì cái tổng số lượng mà mình bán ra từ ngày ra mắt tới bây giờ thì cũng đã được 40 chiếc rồi, nên là anh em cứ tin tưởng và ủng hộ. Rồi ok, mình xin vào vấn đề chính, thì mình xin giới thiệu với anh em ba món ăn chơi của chiếc SH150 Việt Nam 2020 đó, và một số món thì cũng có thể gắn cho những SH đời trước, nhưng mà trọng tâm là SH Việt Nam 2020 nha anh em. 150 đó, không phân biệt ABS hoặc là CBS. Thì đầu tiên ba món ăn chơi là gì? Rất là nhiều anh em đang sở hữu cho mình chiếc xe SH150 Việt Nam đó, cái mẫu này nè anh em, đó mẫu đời mới nhất, mẫu đèn led đời mới nhất. Thì nhiều anh em là nói là cái mặt nạ này nó xấu, rồi cái mảo gió này nó xấu, cái mặt nạ này nó xấu, rồi cái cản thì là cản nhựa ngắn cục đuôi đó, dắt xe nghe ọt ẹt, dắt xe nè nhích lên nhích xuống luôn đó, nhựa mà nó dẻo mà đó, anh em thấy không? Rồi thì đó hả, gắn vô không có chắc cú gì hết. Thì bây giờ rất là nhiều anh em muốn gắn cái ốp đầu của 350 và cái mặt nạ của SH350 mới ra ở thời điểm hiện tại đó, thì rất là nhiều anh em gắn rồi, nhưng mà hiện tại trước giờ chỉ có cái cản và cái ốp đầu thôi. Thì hôm nay là nó đã ra luôn cái mặt nạ đó, full nguyên một bộ, như SH gắn vô là chạy ra ngoài đường là nhìn là xem SH350 luôn anh em đó. Và cái nữa là không phải là vấn đề ngoại hình không, mà cái nữa là thiệt sự là cái mặt này nó xấu quá đó. Nhiều anh nói qua trời, tự nhiên đây có miếng ổm qua vậy nhìn chán đời rồi đó, nó không có ngầu rồi, cái miếng xi này thì nó to quá nó không có ngầu đó, rồi cái tay dắt thì nó hỏng hẻo quá. Thì ok, bây giờ mình sẽ vô gắn cho anh em thấy được ba món đó, mão gió, mặt nạ và tay dắt của SH350 gắn cho SH Việt Nam 150 2020 không chế cháo. Và tất cả những món đồ này anh em có thể ship về và anh em
tự gắn tại nhà, không cần phải ra tiệm nha anh em, không cần phải ra tiệm, gắn rất là đơn giản luôn đó. Rồi ok em vô đó. Thì đầu tiên mình sẽ tới cái mặt nạ đầu tiên. Mặt nạ ở đây thì anh em cứ nhìn theo tay thợ đó, thì là ở đây gỡ sao thì ở nhà anh em cũng gỡ y chang vậy đó. Đây nhựa đây, anh em lòn tay vô đó, anh em giật ngược lên đó. Ở trong đó là những cái nhàm nha anh em, những cái nhàm đó, anh em đừng có sợ, anh em chỉ cần giật thẳng phương thẳng đứng lên thôi, đừng có hả giật ngang giật xéo gì hết. Rồi là anh em sẽ thấy đây có bốn cái nhàm nhựa đó, giật lên rất là nhẹ nhàng. Rồi tiếp theo ở đây có ba con ốc, rồi anh em gỡ ba con ốc này ra luôn. Đó anh em thấy là rất là dễ, ai cũng có thể làm được hết, không cần thiết phải ra thợ đó. Dù anh em ở xa, ở đâu xa xôi hay là muốn ở nhà tự trải nghiệm đồ này nọ, có thể thoải mái ship về là gắn thôi đó. Còn qua đây thì đương nhiên rồi, lắp đặt miễn phí đó anh em thấy không. Đó nhưng miếng này ba ngóc kéo cái đó ra rồi. Ok mình sẽ đập hộp cái mẫu. Thì cái này bán bữa giờ nhiều lắm rồi anh em, mà bữa nay mới có cơ hội mà quay clip lên, tại vì á năm cuối năm ngoái á, nhiều xe lên đồ chơi rồi dọn full này nọ, cái mình cũng không có để ý tới cái này nữa. Anh em qua mua nhiều quá rồi cái mình cũng mấy. Thì sẵn đây là mình giới thiệu cho anh em đó, anh em thấy không, nguyên một bộ nó như SH350. Thì thôi em đẩy chiếc một chiếc 350 vô đậu đầy kế bên cho anh luôn. Rồi đẩy chiếc xám nó luôn đi. Rồi anh em chờ xíu, mình sẽ để một chiếc SH350 kế bên chiếc SH150 luôn, để cho anh em thấy được đó cái độ mà easy khuôn của nó như thế nào. Anh em lên một phát là nhìn là mê ly liền. Rồi ok, để đây đây nó đang hú in nổi, thì để mình coi chìa khóa để đâu rồi, bấm tắt nó cái đi em. Anh ơi. Rồi ok, thì đây anh em thấy mẫu này là mẫu zin của chiếc SH350 đó. Thì cái này là sơn đen lại rồi thì không nói tới đi. Đây anh em thấy không, IC khuôn luôn. Rồi đó, bây giờ mình sẽ qua ráp vô bên đây. Không chế cháo nha anh em, mình xin nhắc lại với anh em là không chế cháo bất cứ một cái gì hết. Nó ship về cho anh em thì sẽ như thế này đó, anh em mở hai miếng này ra trước giùm mình đó, giật cái là nó ra thôi. Rồi đây, ở đây nè anh em thấy có hai cái chấu đúng không, anh em mở hai cái chấu của trên cái miếng zin nè đó, anh em mở hai cái trên hai cái chấu của miếng zin nè anh ha. Đây bốn cái, anh em lấy hai cái thôi đó, lấy tay lẩy cái là nó ra rồi, xong thấy chưa, anh em bỏ vô ngược lại đây đó, hai cái thôi anh em, chỉ cần hai cái thôi, thẳng lại chút đó, bên đây một cái rồi xong, anh em quanh đây quốc vô em. Anh em để cái phương thẳng xuống nha, đó canh theo cái mí đầu trên nè. Đó anh em thấy không, một phát một là vô đó. Mí đây là sát không có hở nha, anh em nào ráp cái mí này mà bị hở á thì anh em hãy là nhích nhẹ nó lên gài xuống cái, tại vì ở đây có mấy cái nhàm nhỏ nè đó, nhích nhẹ lên gài xuống cái là xong đó anh em thấy không. Rồi sát thì bên đây có hai cái lỗ ốc nè đó, hai lỗ ốc nè, bắt hai lỗ ốc vô, bắt hai con ốc lại, ba con ốc hồi nãy anh em tháo ra anh em bắt nó lại là xong đó, quá là giản đơn. Đây một con, đây một con, bỏ một con giữa ra, tại trong đây nó có nhàm rồi vẫn chắc chắn nha, không có vài gắn những cái này nó không có bị rung lắc gì hết nha đó. Rồi xong thì đó, anh em thấy đây còn hai miếng nhựa thì anh em ráp ngược vô đây, thì không cần thiết là phải đẩy gài ở trên nè, ở trên gài đây cái, gài đây cái, cứ để giữa cong cong lên chút xíu vẫn được đó, miễn là gài vô nhàm trên với nhàm dưới là ok đó. Rồi xong khúc giữa nè, anh em đẩy vô là xong, anh em thấy không,
thấy tay mình đẩy vô rất là nhẹ nhàng, không có hở nha anh em. Đó, đẹp trai con mà hai liền đó, như đây đó, cứ để cho cái nhàm nè, nhàm ngay đây nè đó, đẩy vô đây, đẩy vô đây rồi là xong đó. Vậy là anh em đã lên xong cái mão đầu cho SH150 rồi, anh em thấy không, không có hở nhựa gì hết. Đây anh em thấy đó, hoàn toàn là đẹp trai, không có hở nhựa và chạy không có bị rè, cái này là đương nhiên rồi. Tiếp theo tới cái mặt nạ, thí sinh thứ hai là tới cái mặt nạ ở dưới rồi. Đây đầu tiên thì mở hai con ốc ngay hai bên vai, đó bên đó một con, bên trái một con, bên phải một con. Đó, nên em cứ lòn tay nhẹ nè, đó giật là nó ra, đừng có làm mạnh bạo quá gì đó. Rồi đây thì nó sẽ, anh em sẽ thấy đây, nó sẽ có bốn cái chấu này đó. Rồi ok, để nó qua một bên trước này, zin nha anh em, để qua một bên trước. Rồi bây giờ sẽ tiến hành tháo thêm hai con ốc ngay đây, ở đây và ở đây, để lấy cái miếng xi này ra nè, lấy nguyên một cái miếng xi lớn này ra. Đó, tháo hai ngóc xong anh em giật thẳng nó ra theo cái hướng đồ của nó là xong, anh em thấy không, rất là nhẹ nhàng đó, không có gãy bát, không có gì hết anh em. Tại vì bây giờ dàn áo Honda nó thiết kế rất là thông minh rồi anh em, đó mở ra mở vô không có sợ gãy. Rồi ok, mình sẽ đập hộp cái thí sinh thứ hai, một cái mặt nạ kiểu SH350 dành cho SH150 2020. Đây có bịch mới cho anh em xem luôn, một thằng là mới vào cái bạc, mình là chắc chắn mình là cũng gần như là cái chắc là cái đại lý đầu tiên, một trong những đại lý đầu tiên tới cái mặt hàng này đó. Đó đây mở ra thì nó như thế này, và cái bộ cái mặt nạ này nè, nó sẽ có hai, nó sẽ có một cặp đi chung với nó là cái miếng nhựa này và cái miếng xi. Đó đây, bây giờ đây cầm em. Rồi giờ mình tháo miếng xi ra cho anh em thêm luôn. Đó, thì nó sẽ có cái miếng xi ở đây, một miếng xi. Làm mình rồi, nó có miếng xi đó anh em thấy chưa, và nó sẽ có hai cái miếng nhựa làm ở đây, tại vì nó sẽ làm là gần như là 99% đối với chiếc SH350 đó, nên em sẽ, nó sẽ đưa thêm hai miếng nhựa này nữa để thay vô cái miếng xi hồi nãy anh em, tại miếng xi nãy anh em cũng thấy nó bự ngang đó. Rồi thì nó sẽ là lên, khi mà lên xe thì nó sẽ là như vậy. Đây. Đó thì như anh em mới thấy đây, chiếc SH350 đó đúng không, hai cái nhành này chứ nó không có phải là cái miếng xi bự như hồi nãy đó. Đây cái miếng xi bự đây thì không phải, nó là đưa cho mình hai cái nhàm này luôn, hai nhàm hai bên luôn. Rồi cái miếng xi ở giữa đây, đây cái miếng này là cái miếng xi nữa đó, nó sẽ nằm ở ngay đây, và cái chữ SH cũng y chang trên đây luôn. Ở đây mình sơn đen rồi nên là anh em sẽ hơi khó thấy chút xíu đó, nó làm là một luôn anh em. Rồi ok, rồi so sánh luôn cái miếng này đây, thì anh em thấy không, đây những cái góc cạnh, những cái góc cạnh ở trên chiếc 350 thì nó làm trên cái miếng này để gắn vô 150 cũng là như một luôn đó. Rồi ok, bây giờ sẽ lên cho anh em xem. Thì đầu tiên á, gắn cái mặt nạ này thì gắn hai cái nhàm này trước đó, tay rất là dễ, không có cần níu kéo hết, đẩy là nó lên. Nên em sẽ thấy ra đây là hai lỗ ốc đúng không, đó
rất rất rất. Rồi đây lỗ đó, lòi ra đây lỗ rồi, ok, bắt hai con ốc hồi nãy mà anh em mới tháo ra bắt vô, bắt giờ bắt cố định hai miếng này trước nha anh em. Đồ làm ra là chuẩn lỗ luôn chứ không có phải chế cháo khoét mựa nhựa gì móc mũ thêm gì hết, anh em cứ mua về là dứt theo thôi đó. Rồi bây giờ tới miếng xi này thì sẽ như thế nào, để vô anh em đó, để cái kịch là đã vô từ từ. Rồi giữ 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 cho miếng này vô thì tới đây anh em sẽ thấy là thiếu ốc miếng kia kế bên. Rồi tới đây thì anh em sẽ thấy là thiếu ốc, tại nãy mình tháo ra có hai con mà bây giờ cần có thêm hai con nữa đó, thì anh em lật đằng sau mặt nạ lên thì nó sẽ cho anh em luôn bốn con ốc đó, bốn ốc đen, bốn cái nhàm nhựa và hai con ốc đầu bấm. Thì để bây giờ đã lấy cái này ra, đó full đồ cơm cơm lê luôn, về là không mua thêm cái gì hết. Rồi gắn vô đi em. Đó cứ thế mà siết vào thôi. Rồi tới đây thì xài nè hai con đầu bấm này nó cho theo. Rồi tiếp theo tới cái miếng này thì anh em sẽ thấy là những cái băng keo này nó quấn để nó giữ cái đầu lại thôi, cho nó không có bị gãy trong quá trình va quẹt, ủa trong quá trình vận chuyển thôi anh em. Thì mình cứ tháo ra là mình xài thôi. Ở đây mình có miếng tháo sẵn thì tháo hơi lâu. Ở đây tháo ra xong thì nó sẽ như thế này đó. Rồi nãy nó cho anh em bốn cái chấu nhựa đúng không, anh em gài ngược vô đây lại đó, rất là đơn giản, ai cũng có thể làm được, già trẻ lớn bé gì cũng có thể làm được hết, không cần ra thợ nha anh em. Đó chắc cú rồi xong đây anh em nhớ nha, hai ngóc đây, hai ngóc bấm vô đây đó. Rồi để cái này vô vô em. Đó anh em cứ nhấn nó vô như anh thợ mới làm là nó sẽ sát thôi. Rồi xong ở đây tôi bắt đầu, nãy còn hai ngóc bắt vô hai ngóc đen luôn nha anh em. Đó lại bắt tiếp vô hai cái vai. Rồi thì đã xong thì tới đây anh em sẽ thấy là sao trên mặt nạ bây giờ kiếm ở đâu ra cái chữ Honda đỏ giống bên đây đó, như ở đây anh em thấy nó có chữ Honda đỏ đúng không. Thì cái miếng này thì anh em làm sao mà anh em tháo ở đây ra, anh em lột ra anh em dán được. Thì đặc biệt thì nếu mà mua hàng bên mình thì mình sẽ cho anh em thêm một cái tem Honda màu đỏ này, đúng tem hãng nha anh em đó, để anh em dán lên là xong đó. Như đây mình dán lên cho em này luôn. À, tem Honda này của mình là tem hãng nha,
mình mua bữa mình mua ngàn mấy hình như 2.000 cái á, mà của Thái nữa chứ không phải của Việt Nam nữa, Thái mới có tem này đó. Rồi để lên, rồi đẹp trai con mà hai, nó sẽ có một cái miếng keo lụa, tại vì tem hãng mà đó, anh em thấy không, bóc siêu như đúng rồi, mặc dù chỉ là một cái tem nhỏ xíu thôi đó, là xong, quá đẹp luôn. Giờ là nhìn là cứ như là SH350 ấy, không tì vết, không một lỗi lầm nhỏ nhất. Rồi tiếp theo, rồi tới cái nhân vật cuối cùng trong cái bộ sưu tầm này thì anh em cũng biết rồi, cái món này thì là cái món hàng mà anh em 350 cũng gắn, mà anh em 150 anh em nào cũng gắn hết á đó. Đó đây, cản nhôm mẫu Ý dành cho SH, gắn cho SH Việt Nam. Thì tại vì trên cái SH 350 Việt Nam anh em cũng thấy nè, cái SH 350 Việt Nam và cái SH 150 nó đều là sử dụng chung một cái cản đó. Cái cản này là bằng nhựa, cản kia bằng nhựa, nhưng mà cái đời của Ý á, thì là nó là cái cản này đó. Thì giờ ở đây thay vì mua cản Ý đúng Ý hết mười mấy triệu, thì giờ ở đây làm cái cản Ý này bán ra có 2.8 triệu mà anh em mua, mà bằng nhôm nha, đó rất là cứng. Rồi mua về thì ráp vô thôi. Rồi này vứt vô đi em, này nó còn dễ hơn mấy cái nãy nữa. Đây bốn ốc chỗ này, này thì bữa giờ anh em qua ủng hộ nhiều lắm rồi, mà sẵn trong clip thì mình nói luôn chung lần đó. Xong mở hai ốc này ra đó, bấm hai đầu bóp ít đó, hai ốc này thêm hai ốc này nữa. Đó, rồi anh em mở thêm hai con ốc này ra cho mình, tổng cộng là 4 con ốc. Rồi thêm 3 con ốc của cái cản, và cái cản này gắn vô SH 350 và SH 150 đời 2020 thì đều không có cần phải mua thêm ốc hay gì hết, vẫn xài lại ốc zin bình thường nha anh em. Đó, đồ giờ làm ra nó tiện lắm anh em ơi, đem về là dứt rồi đó. Rồi tới đây nè, đúng không anh em, dở nhẹ nó lên, anh em dở lên cho mình vậy thôi, không cần phải tháo nguyên thùng ra là anh em kéo cản ra được rồi. Rồi tay anh em vẫn giữ đây, anh em thò vô đó, thò nó vô rồi anh em để xuống đây, nó hơi lệch cái nhàm xíu. Rồi đây đây dướng cập rồi đó, xiết ốc lại thế là xong. Đó thì anh em cũng đã thấy là nãy giờ là toàn bộ là sử dụng lại ốc zin, phe gà zin đó, và không có chế cháo bất cứ gì hết, mua về là blade and play vô thôi. Thì á, mình sẽ xin báo giá luôn của cái bộ combo 3 món ăn chơi này. Đầu tiên là cái cản là 2.8 triệu tặng cái mẫu gió, thì anh em cũng biết rồi, cái mẫu gió của nó là cái kiến trắng gió anh em. Đây đây cái kiến trắng gió này, đây nó sẽ tặng một cái kiến trắng gió như thế này. Và cái món đồ thứ hai, cái món đồ thứ hai đâu rồi ta, rồi đây mình quên rồi, tiếp theo cái mặt nạ, cái mặt nạ là 490.000, à 480.000, mình lộn 480.000 đó. Thì cái mặt nạ là 480.000 và cái ở dưới đây là nhiêu ta quên mất giá. Chờ chút, hàng mới ship tới nên hàng mới ship tới em chưa coi giá nên em chờ chút. Mới em nói thiệt, mới tới cái tức thì luôn, mới tới là em quay liền. Từ bình tĩnh, giá đâu rồi ta, à 790.000. Rồi đây, cái miếng này là 790.000, thì nó sẽ gồm 4 màu: đen mờ, trắng và đen bóng và màu đỏ đó. Rồi 4 màu thì chút nữa mình sẽ chụp hình mình là lòn vô clip cho anh em xem luôn. Thì đây, đầu tiên 480.000 cho cái mặt nạ, 790.000 cộng với lại 790.000 cho cái, ủa cái mẫu gió 490.000 cái mặt nạ
790.000 rồi cộng cho cái cảng 2.8 tại cảng Bằng Nhôm anh em thông cảm, tổng cộng combo là 4.070.000 đó. Rồi combo của nó là 4.070.000 thì đương nhiên là mình sẽ tặng cho anh em cái tem Honda này luôn đó. Còn đặc biệt là nếu mà anh nào lên một lần combo một lần 3 món luôn thì mình sẽ lấy 4 triệu chẵn thôi, bỏ cái phần 40.000 ủa 70.000 kia ra rồi bao gắn cho anh em luôn đó. Không biết này sao vui vui tự nhiên giảm giá thì đó, nói chung là vậy rồi. Ok, xin cảm ơn anh em rất nhiều. Hẹn gặp lại anh em vào những cái clip sau, và giờ chuẩn bị quay những cái clip sau luôn, tại vì 10 ngày rồi không post clip. KPI tháng này không đủ, sếp chửi em, tự chửi em tại em sếp mà. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều.